Này là đặc sản gì đây? Nấm rơm, nước chấm nấm rơm. Rồi bánh ít nếp hột. Rồi. Bảy nhân. À cái đó là cốm cốm ấy không chị? À, cơm cháy chà bông các bạn. À, cơm cháy chà bông. Cái gì vậy? Rồi, rồi tiếp đi tiếp con coi đặc sản mấy đặc sản kìa. Trà gạo lứt luôn kìa. Bánh ít nè. Là bánh ít Mỹ Nhân Đồng Tháp. Cái mỏ anh mua quá trời, cái mỏ mà đi chung với quỷ nấm, cái mỏ nấm cũng đâu có vừa. Mít này khổng lồ vậy ta, mít thấy bự chưa? À nguyên nguyên hộp nếp luôn ha. À sao mà gói nó to vậy nhỉ? Thấy gói to. Thường thường ở nhà mình gói thấy nhỏ xíu à. Đây đây đây. Rồi rồi, để cho lấy cho. Cơ sở Kim Huệ. Cái này đằng kia mà. Rồi nó ít nha các bạn. Này là gạo lứt sấy nữa nè. Này mới đúng nè. Nè chỗ này nè. Cái gì? Sấy. À cái này là Mỹ Nhân nha các bạn. Nên mình ở đâu? Thanh Bình Đồng Tháp nha các bạn. À, Thanh Bình Đồng Tháp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các đặc sản của Đồng Tháp mình luôn nha các bạn. Các bạn nào có cần thì chúng ta cứ liên hệ ha. Mình ít kìa.